Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Giày Cao Gót của mình. Trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái mẫu giày cao gót điệu đà một chút nhá. Những mẫu giày điệu như thế này thì các bạn cũng vẫn sử dụng trong mùa hè năm nay. Trước tiên nó là một mẫu giày cao gót 7cm, được thiết kế những cái quai ôm sát vào chân rất chắc chắn. Mũ này ngoài mũi nhọn thì sẽ có thêm quai, hai quai bên cạnh thì sẽ thiết kế thêm những cái viên ngọc, những viên ngọc đính nổi để giúp mình thấy đôi chân nó được thon gọn hơn. Sẽ có màu trắng và màu xanh ngọc cho các bạn lựa chọn. Đôi cao gót này sẽ là 9cm. Chất liệu da của chúng là da mềm. Phía bên trong sẽ được lót đệm để giúp chúng mình đi được êm hơn. Mẫu xăng đan thiết kế những cái màu sắc và kết hợp với nhau khá là đặc biệt như thế này. Các bạn có thể cân nhắc mẫu này. Mẫu này là một thiết kế mẫu cá tính. Một số các bạn cương sở thành đạt hay là một số bạn cương sở thì các bạn có thể sử dụng được. Mình thấy nó hơi khá là cứng ngắc một chút. Quay trở lại với mẫu giày cao gót đính đinh. Có em màu hồng phấn rất là xinh. Màu hồng phấn kết hợp với màu nút. Chất liệu da bóng. Gân này thì tất nhiên vẫn cao từ 7 đến 9cm rồi. Wow, đây là một mẫu trắng công chúa luôn các bạn ạ. Mẫu trắng này ngoài thiết kế nơ bản to, điệu đà và nó là những cái lớp nơ vải voan thì xung quanh sẽ là những cái nơ lông tua ra giống như những cái cánh của chim thiên nga. Những cái lông chim thiên nga nếu như các bạn kết hợp với trang phục váy màu trắng thì đúng là rất tuyệt vời. Nó thuộc lớp mẫu giày công chúa. Còn mẫu này là mẫu công sở, sử dụng được hai kiểu đi, cho quai lên trên và cho quai ra phía sau, kết hợp hai màu. Đôi giày này là đôi giày bệt, nhìn khá là búp bê. Chất liệu vải mềm, chất liệu da mềm. Đôi trắng này chi tiết hoa khá là đặc biệt. Nó là những cái lớp vải được đính thêm đá rất là tỉ mỉ và công phu. Các đường may không đổ để lộ rõ chỉ, mẹ tạo nên cái lớp gân làm trang điểm thêm cho đôi giày. Mẫu có màu đen và màu trắng. Lớp
góc phía sau lại là lớp vải nhung. Mình thấy những cái mẫu như thế này các bạn sử dụng màu trắng sẽ đẹp hơn. Là một mẫu đá nhưng mà những cái đá này lại được là những cái đá rất nhỏ li ti và được tô điểm những màu sắc. Mình thấy đôi giày có vẻ thoáng mắt và xinh hơn, phong phú hơn. Là một mẫu giày kết hợp với những cái chi tiết là cái khối hình xếp chồng lên nhau, chiều cao là 5 cm, có rất là nhiều màu đặc sắc để các bạn lựa chọn. Đôi trắng này thiết kế khá là đẹp. Khi mà mình nhìn phía trên, từ trên xuống thì nó lại là một đôi giày giống như một đôi hài búp bê màu trắng vậy. Đây là một đôi mũi vuông các bạn ạ. Mũi vuông da bóng. Mũi này thì đặc biệt là dùng cho công sở được rồi. Cái mũi vuông thì giúp cho cái mũi chân của mình được thoải mái hơn và nó cái áp lực ít hơn. Cái cảm giác đau mũi chân của mình sẽ không có nhiều nữa. Gót thì sẽ là gót vuông. Mẫu này mình nghĩ các bạn kết hợp với quần Âu rất là đẹp. Và tiếp theo đây là một đôi đính là đinh, thiết kế hơi lạ mắt một chút. Đó là những cái quai chéo. Tôi màu ghi này nhìn nó rất là sáng nhé, vì nó là những cái lớp nhũ ở bên trong, quét phía trong nhìn rất là sáng mắt. Thiết kế gót chân có vẻ hơi khác một chút, chắc chắn hơn. Phía bên trên mũi giày là những chữ cái đính đá. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi ý kiến đóng góp thì các bạn có thể gửi thông tin cho mình theo đường link phía dưới nhé. Hoặc là gửi ảnh cho mình những đôi giày mà các bạn yêu thích. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.